Trong 24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, trong đó có 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 8.499 ca, Bình Dương có 3.676 ca, Đồng Nai có 986 ca, Long An có 564 ca, Tây Ninh có 267 ca, Tiền Giang có 154 ca, Kiên Giang có 104 ca, Đồng Tháp 82 ca, Đà Nẵng 81 ca, Bình Thuận 75 ca, An Giang 62 ca, Khánh Hòa 61 ca, Hà Nội 58 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 39 ca, Nghệ An 37 ca, Quảng Ngãi 24 ca, Phú Yên 19 ca, Bình Định 17 ca, Thanh Hóa 15 ca, Cần Thơ 10 ca, Gia Lai 10 ca, Đắk Nông 9 ca, Bình Phước, Vĩnh Long cùng có 8 ca, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Bến Tre cùng có 5 ca, Cà Mau có 4 ca, Quảng Nam có 3 ca. Nam Định và Bạc Liêu cùng có 2 ca, Bắc Ninh, Hậu Giang, Bắc Giang cùng có 1 ca, trong đó có 9.275 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 497.391 ca, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 trên 62 tỉnh thành đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 5 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Con Tum. Hà Nam. Năm tỉnh thành ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh với 241.084 ca, Bình Dương 126.408 ca, Đồng Nai với 26.314 ca, Long An với 23.785 ca, Tiền Giang với 10.290 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 11.344, tổng số ca được điều trị khỏi là 270.668 ca. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn